Rồi, trên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Thì nói chung là trong video báo giá ngày hôm nay thì em cũng lên sóng thêm một con quay RS nữa ha. Con này thì đời cao anh em ha, đời cao mặt nạ 2 tầng. Nói chung là xe máy móc thì em chắc chắn với anh em một điều là máy móc cực kỳ êm ái và nhẹ nhàng nha, cực kỳ êm ái và nhẹ nhàng. Dành chân dành áo thì nói chung là nó hơi xấu. RS mấy đời này thì thực sự là nó lâu rồi anh em, nên là nó hơi xấu thôi, nhưng mà cái chất xe, chất máy của nó thì còn rất là tuyệt vời anh em ạ. Để em nổ máy anh em nghe nha, nổ máy anh em nghe, giá mềm lắm anh em ơi. Dạo này Hàng Sáng là sale sập sàn anh em ơi, giá rất là mềm nhé. Rồi, nó hơi yếu bình tí anh em ạ. Chê thì em bó tay luôn á. Thực sự là nói là cục máy này rất là ngon, máy rất là chắc, nổ tiếng nào là đanh tiếng đó, là chắc nịch tiếng đó luôn. Rất là êm luôn. Máy móc zin anh em nhé, xe này là máy móc zin. Đấy à, RS con này thì báo giá anh em luôn à, con này tầm giá là 12 năm anh em ơi. Quá rẻ rồi. RS thì không còn rẻ hơn được nữa đâu anh em ạ. Với cái tầm giá 12 năm mà cho một con xe đời 2008, mặt nạ 2 tầng, máy móc zin, dàn chân dàn áo nói chung là cũng ok, ổn. Ổn thì không có lựa chọn nào khác nữa anh em ạ. Quá đẹp. Giá cả thì còn thương lượng nhá. Anh em mà thiện chí thì anh em liên hệ. Bây giờ thì em đi chi tiết này, em đi chi tiết tất cả thứ cho anh em. Con này đẹp lắm anh em ơi. Con này được cái cục máy của nó chất lắm anh em. Này để ngoài nói chung là nó bụi bặm anh em ha, anh em thông cảm tại vì nhiều xe lắm nên là em cũng quay không có thể nào mà gọi là trau chuốt từng con, lau dọn từng con xong rồi quay lên được. Anh em thông cảm cho em cái vấn đề này nha, nó hơi bặm xíu, vừa quay hiện trạng thôi. Nói chung giờ xe như thế nào thì quay chi tiết rồi tả như thế đó, anh em mà thiện chí được thì anh em liên hệ thôi. Nói chung là về vẫn con này về cũng về mới anh em, về xin lại đó, mất cái gì cũng xin lại. Dàn chân thì cũng có xi giảm nhẹ nha. Đó, dàn chân này thì cũng có xi giảm. Dàn chân này cũng có xi giảm, để cái vỏ lốp thì còn dày. Anh em mua về anh em không phải sử dụng thay thế gì hết, chứ là lốp lát gì hết ha. Thế nói chung là hai bên dàn chân thì có xi giảm nhé. Căm đùm liền thì còn nguyên ha, oxy. Đó. Tả chi tiết cho anh em coi như vậy. Con này thì máy zin, máy móc zin đầu ngồi đồ chưa rớt. Sạch thêm khá nhẹ nhàng nha, máy rất là chắc nha, bao phê cho anh em luôn. Lốc này lốc này thì cũng có giảm nhẹ anh em này. Đấy, lốc này có giảm nhẹ nha, lốc này có giảm nhẹ. Tải chi tiết cho anh em luôn, tải chi tiết cho anh em. Để anh em thiện chí thì anh em gọi Hàng Sáng thôi, 0983533445, làm việc trực tiếp đến cửa hàng. Tem này cũng giống tem zin lắm anh em ơi, nó cũ mà nó mềm luôn anh em này, cũ mè mà chày góc mà. Em này cũng thêm zin này, không phải đem thay đâu. Đây, còn tem đằng sau mới là hình như là tem khác rồi. Tem đằng sau mới là tem khác nha. Còn tem đằng trước là còn nguyên. Còn rất là chắc nha. 2008 rất là chắc, cà tê hộp xích đồ đầy đủ hết. Cục vàng ha. Sau thì căm đùm liền đồ oxy hết, căm đùm liền zin luôn này. Cũng không cấn móc, không mục lỗ. Đấy. Chân nhà nấy đồ cũng được à. Biển thì 4 số anh em này, 60i2 ha, 1174, 12 năm. Nếu mà tính ra RS, giá RS mà 12 năm là còn rẻ lắm anh em ạ. Thực sự là rất rẻ rồi nha. Giờ này cửa hàng sale nên là cái giá mới có cái giá mềm như vậy. Mà cái giá 12 năm này là còn bớt cà phê cho anh em nữa thì thực sự là quá mềm nha. Chứ lúc trước không có cái giá này đâu anh em, lúc trước không có giá này đâu.
Cái bên này, cái tem bên này thì còn nguyên anh em này. Tem bên này là tem zin nhá, tem bên này là tem zin còn nguyên nhá. Có bên kia là cái tem nó bị lỗi rồi. Đây. Hộp này. Dàn chân thì nói chung là con xe này nói chung là cũng không có gọi là dọn cho nó thật là lung linh đâu anh em. Đấy, nói chung là về cửa hàng có sao thì chia sẻ anh em như vậy thôi. Đấy, nên là không chặn khỏi gì khi nó bẩn, đất đai cát nó bẩn ha. Nhưng mấy con này mà dọn ra lại á, nhìn đẹp lắm anh em. Đồ nó còn ngon này. Đồ nó còn chất lắm. Dày ha, mấy cái dòng này đời tầm đời 2 lẻ mấy rồi, máy nó êm mà nó dày, dày dặn nó chắc chắn anh em. Quay chi tiết như vậy rồi, thả chi tiết như vậy rồi, anh em thì chỉ có việc xuống tiền thôi. Tất cả chức năng đều hoạt động đầy đủ ha. 208 đời cao mà mặt nạ 2 tầng này rất là ít nha anh em. Đời mặt nạ 2 tầng này rất là ít nha. Đề đón này đều đủ hết nha mọi người. Lâu lâu thì để đấy nên nó không đề thì nó hơi yếu bình thôi. Phía trong này cho anh em coi này chứ quên. Đây ở phía trong ha, bên xăng bên đồ còn rất là ổn luôn. Rất ổn nhá. Đế yên, ga yên đồ nói chung là còn đẹp hết tất cả mọi thứ. Đấy, 12 năm còn thương lượng. Anh em thiện chí thì anh em gọi đầu số 0983533445 làm việc trực tiếp đến cửa hàng xe máy Hoàng Sáng. Đó. Đẹp lắm anh em, con này chất lắm, anh em nào mà thiện chí mua thì liên hệ liền nhé. Đấy, được con xe mà máy móc nó còn êm mà dàn chân dàn áo nó còn liền mà còn đẹp như con này thì rất là hiếm nha. 208 đời cao mặt nạ 2 tầng rồi. Vậy nha anh em, kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nha. Có trả góp ship xe đầy đủ hết nha mọi người.